Nhìn giống điện thoại chị nhỉ? Nhưng mà dạ không, đây là một chiếc máy định vị có hỗ trợ tiếng Việt, em đang chuẩn bị kiểm tra để gửi cho khách ở Thanh Hóa. Không, nhìn giống như điện thoại thật đấy. Em sẽ khui cho chị và mọi người cùng xem nhé. Cái chiếc máy này thì sẽ giúp được các bác nông dân hoặc là các anh mà mình làm bên địa chính, mình có thể đi đo được diện tích của đất mà không phải sử dụng các cái loại thước dây để đi đo xa nữa hay là dò vị trí. Thì em có khách ở Thanh Hóa nên là hôm nay em sẽ kiểm tra máy cũng như là em sẽ cài tiếng Việt vào đây cho khách. Đây này, đây là toàn bộ một chiếc máy rất là nhỏ gọn, y chang như một cái chiếc điện thoại luôn. Mình có thể gài vào quần để mình mang theo đi làm nương rẫy. Đây có tem của công ty mình ạ, Vinmark nhé. Khi mà mọi người mua thì sẽ được tích cái thời điểm mà mình mua trên cái vị trí tem này. Thì cấu tạo cực kỳ là đơn giản thôi. Đây là khu vực màn hình chính này. Đây là cần anten. Đây là nút công tắc nguồn. Và ở trên đây là bàn phím, các cái nút bàn phím để mình có thể điều khiển sử dụng được máy. Đây, vị trí đằng sau này thì mình sẽ lắp pin vào đây, pin con thỏ nhé. Và ở bên trong đây thì mình có một cái khe để thẻ nhớ nữa. Máy đo diện tích Gami 65S này thì ở bộ nhớ trong của nó sẽ là 16GB và mình có thể lắp thêm thẻ nhớ với tối đa là 32GB nữa. Mọi người cho thẻ nhớ vào đây để pin và mình sẽ lắp lại. Mọi người nhớ là mình sẽ trượt theo cái khớp của nó nhé. Và ở đây có cái nút này, mọi người xoay để rồi. Ở đây thì mình sẽ có một cổng để kết nối với máy tính. Ngoài ra thì cái chiếc máy này có một điểm đặc biệt nữa là mình có thể kết nối Bluetooth. Đi kèm theo thì sẽ có dây đeo này. Đây, cổng này, cái cổng kết nối nhé. Và mình sẽ có một cái túi. Túi rất là xinh để bảo vệ máy. Cho vào rất là nhỏ gọn, giống một chiếc điện thoại nhỉ, giống như điện thoại ngày xưa bố hay ông mình hay dùng, còn bây giờ thì chúng mình toàn dùng smartphone hết rồi. Với chiếc Gami 65S này thì chúng ta sẽ sử dụng để đo, thường thì sẽ sử dụng để đo diện tích này, tính chu vi. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng như một chiếc la bàn, hoặc là mình có thể đo được các cái vĩ tuyến, hệ tọa độ. Mọi người lưu ý nhé, mình sẽ lắp pin đúng theo các cực của nó. Nếu cực dương đây thì mình sẽ lắp nha. Rồi, mình sẽ chỉnh. Nhấn giữ nút nguồn nhé. Đó, lên đang khởi động này. Khi mọi người mua máy, nếu mà máy chưa được cài đặt thì mọi người hoàn toàn yên tâm là mình có thể nhờ kỹ thuật viên của Vinmark bên em sẽ hỗ trợ mọi người. Mọi người sẽ di chuyển nút xuống này, chọn tiếng Việt này, nhấn Enter này. Để thuận tiện cho khách hàng trong quá trình mà mình sử dụng thì bên công ty mình Vinmark đã biên soạn ra một cuốn sách hướng dẫn này, có đầy đủ thông tin của máy, đầy đủ thông số kỹ thuật này, cũng như là các cái hướng dẫn để mình cài đặt, và có đầy đủ các cái hệ tọa độ, cái kinh tuyến của các tỉnh thành để mà mình đo được chuẩn hơn. Đây, từ Bắc vào Nam 64 tỉnh thành. Khi chúng ta để nguyên thì màn hình chờ lúc nào cũng là sẽ là để bản đồ. Để mà chúng ta thiết lập hệ tọa độ thì mọi người sẽ nhấn phần menu 2 lần. Đấy, sẽ ra phần thiết lập này. Đó thì chúng ta nhấn vào phần Enter. Mình sẽ kéo xuống đến phần định dạng vị trí. Mình nhấn Enter tiếp này. Ở đây thì là định dạng vị trí. Mọi người lưu ý là khi mọi người dùng thì mọi người để ý là mọi người sẽ làm theo hướng dẫn trong cái sổ này. Thì ở đây thì vị trí, định dạng vị trí này, để đúng với các cái tọa độ khớp ở trên trong sách rồi. Tiếp đến thì mình sẽ cài đặt hình chiếu lưới nhé. Mọi người nhấn vào định dạng.
dạng vị trí và mọi người nhấn enter. Mọi cái chọn cái user này, enter tiếp này. Đấy, ở đây sẽ hiển thị ra UTM. Mọi người nhấn vào enter thì mọi người sẽ điều chỉnh các cái chế độ ở đây. Thì ở trong sổ đây nó có hướng, trong sổ đây thì bên mình có hướng dẫn rất là rõ ràng này, đổi này. Đây mình sẽ thao tác cho các bạn nhé. Đây mọi người để ý nhé, vị trí này, vị trí của các đơn vị này, ở đây mình đổi thành 500.000 thì mọi người sẽ vị trí số 1 này thì mình sẽ chuyển thành số 0. Mọi người di chuyển sang số 0, enter này, đến phần chỗ này thì là số 5, mọi người chuyển thành số 5 nhé. Đến vị trí màu xanh lên số 5, mọi người enter một cái nữa, đã chuyển thành số 5 rồi. Mọi người kéo xuống, bấm vào phần hoàn tất. Vị trí đầu tiên chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã cài đặt xong. Tiếp đến số thứ 2 là về vị trí thứ 2 này là chúng ta sẽ đổi thành giá trị 0.0m. Đây, ở đây thì nó đã sẵn như vậy rồi nên chúng ta không cần đổi nữa. Tiếp đến là phần tỷ lệ. Tỷ lệ ở đây thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần kinh tuyến gốc. Ở đây mình nhập cái giá trị kinh tuyến gốc vào đây. Để mỗi một khu vực, mỗi một tỉnh thành thì sẽ có một cái kinh tuyến gốc khác nhau. Ở phần phục lục thì bên mình có nốt rất là kỹ ở đây ạ. Ví dụ như khách của mình là khách ở Thanh Hóa nhé. Thanh Hóa ở đây là 105 độ 00 phút. Thì mình sẽ chỉnh này. Mình chuyển chữ S thành chữ E. Rồi, mình sẽ chuyển sang chữ E. Đấy, mình sẽ sử dụng hai cái mũi tên ở đây nhé. Chuyển sang chữ E này. Rồi, xong tiếp đến là 105 độ. Mình sẽ di chuyển sang 1 này. Số 1 chuẩn rồi nhé. Đến số 4 thì mình chuyển thành số 0. 105 độ 00 phút này. Đấy, xong rồi thì mình sẽ bấm chữ hoàn thành này. Còn về vĩ độ gốc thì mình sẽ giữ nguyên. Giữ nguyên là 00 độ 00 phút. Chúng ta đã cài đặt xong cái phần hệ tọa độ cho khách hàng ở tại Thanh Hóa. Ngoài ra thì với những vị trí khác, những địa điểm khác, tỉnh thành khác thì mình sẽ chỉ cần điều chỉnh sao cho nó phù hợp với kinh độ gốc là được. Ngoài ra thì mình còn có thể sử dụng với các chức năng khác. Thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái cuốn sách hướng dẫn này hoặc liên hệ trực tiếp cho Vinmark để các bạn kỹ thuật viên bên mình hướng dẫn các bạn. Một chiếc máy đo diện tích rất là nhỏ gọn với model là 65S phục vụ cho mọi người trong quá trình làm việc. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Đội ngũ nhà Vinmark sẽ luôn luôn tư vấn cho mọi người và hướng dẫn mọi người trong quá trình sử dụng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.